Hello các bác, hôm nay các bác cùng tôi vẽ cái tranh này nhé. Nay tôi vẫn dùng cái loại giấy này. Đây là giấy bao hông, ao ao, bờ bao, ô ngông, hồng, không dám đâu. Em còn phải học bà. Có một số bác hỏi tôi về cái kích thước giấy mà tôi vẫn hay vẽ. Thì thông thường nếu mà đi mua giấy thì tôi sẽ thường mua cỡ A4 nhỡ, hoặc là tôi sẽ mua giấy khổ A4 rồi cắt xén theo cái kích thước mà mình thích. Hay hôm nay là tôi vẽ giấy khổ nó hơi vuông vuông một chút. Màu thì vẫn là màu Sakura Koi. Và hôm nọ cũng có một bác hỏi tôi là làm thế nào để bảo quản màu nó không bị mốc. Thì khi vẽ xong các bác nhớ lại nắp màu lại, rồi cất vào ngăn kéo bàn học, tránh màu tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Thỉnh thoảng tôi lướt TikTok thì tôi thấy có một số bạn dùng cái lọ xịt chống mốc nữa ấy. Tôi cũng chưa dùng và cũng chưa tìm hiểu về cái loại đấy bao giờ nên không biết rõ là cơ chế của nó thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất là cứ bảo quản màu chỗ khô ráo thoáng mát, đừng để chìa màu ra để ánh sáng nó chiếu trực tiếp vào quá lâu là được. Còn về một câu hỏi mà một số bác cũng hay hỏi tôi là làm thế nào để tô màu và tô mảng lớn nó được đều. Thực ra để tô được cái màu đều thì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là do giấy, thứ hai là do màu, thứ ba là do lượng nước và lượng màu các bác tô, thứ tư là phụ thuộc vào cái tốc độ tô của các bác. Để cái nền của mình nó được đều và không lợn cợn thì các bác cố gắng tô nhanh tay hơn một chút, tránh trường hợp mà để màu khô rồi thì mới tô tiếp, như thế sẽ tạo thành một cái đường viền giữa các mảng. Nhưng có một sự thật là tôi tô nền thực ra nó không đều đâu. Nếu các bác để ý kỹ thì nhìn nó cũng rất là lợn cợn và không đều màu, nhưng mà bằng một cách mặt dày nào đấy thì tôi thấy nó vẫn ok. Kiểu như là có những cái vấn đề mà tôi chưa khắc phục được ngay thì tôi sẽ học cách hài lòng với nó luôn ấy. Đó, chung chung một số câu hỏi mà các bác hay hỏi tôi là vậy. Và nếu các bác theo dõi tác cộng đồng của tôi thì cũng biết hôm nay chúng mình sẽ tâm sự về vấn đề gì đúng không? Thì trên TikTok của tôi có một bác ấy cũng phải comment 3-4 clip rồi ý. Nói là chị suy nghĩ thế nào về việc yêu xa, chị chia sẻ về việc yêu xa đi. Trước giờ thì tôi cũng đã trải qua một vài lần yêu xa rồi. Và với mối quan hệ bây giờ, đôi khi vì tính chất công việc và học tập nên hai đứa cũng phải yêu xa. Tức là kiểu 1-2 tuần không gặp, hoặc là đợt gần đây nhất do giãn cách thì 2 tháng cũng không gặp nhau luôn. Tôi biết cái tần suất mà hai đứa có thể gần nhau và gặp nhau vẫn còn rất là nhiều so với những cái cặp đôi mà yêu xa cách nhau nửa vòng trái đất, mà kiểu 1 năm mới gặp nhau được 1 lần, hoặc là mấy năm mới có thể gặp được nhau. Nhưng tôi cũng hiểu được một phần cái cảm giác yêu xa nó như thế nào. Cá nhân tôi thấy thì với bất kỳ mối quan hệ nào, điều cần thiết đầu tiên đó là sự tin tưởng. Vì vốn dĩ cái việc yêu xa nó đã là một thử thách và khó khăn rất là lớn. Nếu yêu nhau mà lúc nào cũng đâm đớp lo sợ đối phương sẽ bỏ rơi mình hoặc là cho mình cao thêm vài phân thì thực sự cái mối quan hệ đấy nó rất là mệt mỏi. Và cái sự thiếu tin tưởng đấy chính là cái thứ giết chết tình yêu chứ không phải là khoảng cách. Mà muốn tin tưởng đối phương thì các bác hãy thật lý trí và tỉnh táo để nhìn rõ và cảm nhận rõ xem đối phương là người như thế nào. Yêu xa là cả hai sẽ phải chịu rất là nhiều thiệt thòi. Bác hãy suy nghĩ thật kỹ xem đối phương có thực sự xứng đáng để mình bước vào một cái mối quan hệ mà bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi sau này không. Biết ở đây có nhiều bác sẽ có những cái suy nghĩ kiểu như vì yêu cứ đâm đầu, hoặc là tuổi trẻ mà cứ yêu đi, cứ hy sinh đi. Nhưng mà thật sự từ rất lâu rồi tôi cũng đã không có những cái suy nghĩ như thế nữa. Vì khi mà mình cứ cố gắng mình hy sinh cho một cái mối quan hệ mà không có kết quả, không có tương lai và không đi đến đâu, thứ nhất là mất thời gian, mất tiền bạc, đôi khi còn mất cả niềm tin và tình yêu nữa, rồi mình sẽ lại mất thời gian để quên đi cái mối quan hệ đấy, để vượt qua cái nỗi đau đấy. Nói ra thì hơi ích kỷ nhưng mà các bác hãy nghĩ cho bản thân mình trước đã. Yêu xa cũng được mà yêu gần cũng được, nhưng mà nhất định phải có niềm tin tuyệt đối dành cho nhau. Và tốt nhất thì cái mối quan hệ đấy nên có kết quả, đừng để thời gian và công sức của mình bỏ ra là vô nghĩa. Tin tưởng được nhau rồi thì hãy chấp nhận. Như tôi đã nói đấy, yêu xa vốn cả hai đã phải chịu rất là nhiều thiệt thòi, khi buồn, khi vui, khi cãi nhau xích mích hiểu lầm này nọ thì cũng chỉ có thể chia sẻ và giải quyết với nhau qua cái màn hình điện thoại mà thôi. Rồi khi trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật, không có người yêu ở bên cạnh chăm sóc an ủi thì cũng rất là tủi thân. Rồi những ngày lễ như Tết Dương, Tết Âm, ngày Valentine, ngày thiếu nhi, ngày Trung thu, ngày Halloween, ngày Giáng sinh, những cái ngày mà người ta đưa đón nhau đi chơi rồi tay trong tay quà cáp cho nhau ấy, thì mình cũng chỉ có thể lủi thủi một mình hoặc là đi chơi với nhóm bạn độc thân mà thôi. Đặc biệt là với con gái, tôi cũng đã 1-2 lần khóc vì cảm thấy mệt mỏi và tủi thân rồi đấy. Nhưng mà đó là lựa chọn và quyết định của mình mà đúng không? Mình đã quyết định mình tin tưởng người đó, mình yêu thương người đó và quyết định yêu theo cách như vậy thì mình phải chấp nhận thôi. Còn nếu cảm thấy ngay từ đầu bản thân không thể chấp nhận được những cái việc như thế thì tốt nhất là không nên bước vào một cái mối quan hệ yêu xa. Chấp nhận xong rồi thì hãy hiểu cho nhau, đó là trong mối quan hệ như thế này thì cả hai đều phải chịu thiệt thòi chứ không phải mỗi bản thân mình. Dẫu biết con gái sinh ra là để yêu thương, nhưng mà con trai không phải lúc nào họ cũng mạnh mẽ đâu. Nhiều khi họ cũng cảm thấy tủi thân và mệt mỏi như chị em chúng mình thôi. Nếu mà con gái hiểu được cho người yêu của mình một chút thì sẽ tránh được những cái trường hợp mà hờn dỗi vô cớ rồi gây sự cãi nhau. Mà đôi khi cái sự hờn dỗi đấy mà có xảy ra thật thì các bạn nam hãy hiểu cho các bạn nữ nhá. Chịu thiệt một chút để đằng kia vui. À, các bác có thấy cái loại nhũ Sakura mà tôi vừa cầm lên không? Thì hôm nay tôi sẽ lấy một chút cái nhũ đấy để pha vào cái màu nền rồi tô. Như thế thì giúp cái nền của mình sẽ có một chút long lánh. Mà tôi thấy pha vào thì màu của mình tô vẫn rất là êm, nó không bị sạn sạn hoặc là lợn cợn gì đâu. Có thể tôi quay như thế này thì các bác sẽ không nhìn rõ đâu, nhưng mà khi ở bên ngoài ấy, cái lúc mà tôi tô xong tôi đưa lên ánh nắng ấy thì nhìn nó sẽ lóng lánh như thế này này. Da gì phết đấy chứ đúng không? Các bác có nhìn thấy cái sự không đều màu ở cái nền của tôi chưa? Đấy, không phải lúc nào tôi tô nhìn cũng đẹp đẽ đâu, nhưng mà tôi cứ tưởng tượng đây là mấy cái gợn mây nên tôi lại thấy ok. Đó, quay lại chủ đề tâm sự nhá. Thì tôi nhớ ngày xưa tôi lướt mạng ấy, đợt đấy thì người ta nổ ra 2 tranh cãi. Thứ nhất là về bên phe, nhiều khi đối phương bận không thể nhắn tin hỏi han được một câu thì người kia cũng phải hiểu cho, vì người yêu mình còn bận đi làm việc lớn
đi xây dựng sự nghiệp các thứ. Thứ hai là về bên phe, làm gì có ai bận đến mức mà không nhắn tin nổi một câu hỏi thăm. Cá nhân tôi thì tôi thiên về phe thứ hai hơn. Tôi vẫn có một suy nghĩ là muốn thì sẽ tìm cách, mà không muốn thì sẽ tìm lý do. Nhất là trong một cái mối quan hệ yêu xa thì mình nên duy trì cái việc nhắn tin và gọi điện cho nhau hàng ngày để giữ cái thói quen chia sẻ với nhau. Kiểu như tôi và anh ấy yêu bây giờ ấy, thỉnh thoảng cả hai rất là bận, bận cả ngày luôn, nhưng mà vẫn có thể vừa làm việc vừa gọi điện cho nhau mà. Chỉ cần để máy đấy im lặng nhìn nhau làm việc thôi. Đôi khi người ta cứ sợ là gọi điện không có chuyện gì nói thì sẽ nhạt, sẽ chán. Nhưng mà nếu thực sự yêu nhau và dành cho nhau thì chỉ cần nhìn thấy nhau cười thôi là đã thấy vui rồi. Đâu nhất thiết phải có chuyện gì thì mới gọi cho nhau đúng không? Gọi để biết là hôm nay đối phương có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc hay không, có thấy buồn, thấy mệt không, có thấy nhớ mình không. Nói yêu mình mà một tin nhắn, một cuộc gọi mấy phút cũng không làm được cho mình, thế thì không phải yêu mình rồi. Nói túm cái váy lại, tôi thấy trong tình yêu gần hoặc xa thì là do lòng người chứ không phải là do khoảng cách địa lý. Có những người họ gặp nhau và gần nhau hàng ngày nhưng mà họ không có sự tin tưởng ở đối phương, thì giữa hai người như thế lúc nào cũng có một khoảng cách vô hình. Còn khi mà thật sự đã tin tưởng và yêu thương nhau thì có cách xa mấy vòng trái đất cũng đến được với nhau thôi. Đó, chuyện là như vậy đó. Các bác có câu gì muốn hỏi hoặc là muốn tâm sự cái gì thì cứ comment ở dưới nha. Về cơ bản thì tôi cũng đã sắp hoàn thành xong bức tranh rồi. Giờ thì tô mấy cái chi tiết, trang trí thêm mấy cái hành tinh kia để nhìn tranh nó hay ho. Đấy, đợt trước bảo hết giãn cách cái là đi mua keo chặn màu nước mà tôi cũng chưa đi mua được đây này. Cuối tuần này quyết tâm phải đi sắm một lọ để xí với đời. Chấm chấm của ngày hôm nay thì tôi muốn nó nhiều màu hơn một chút nên tôi sẽ sử dụng màu Watch Himi. Hôm nay tôi chấm tổng cộng 3 màu, màu be, màu vàng và màu xanh tím để tranh mình nó có tầm vũ trụ. Vậy là tôi đã vẽ xong bức tranh thứ 41 trong thử thách 60 bức tranh. Có đúng là 41 không nhỉ?